tiếp theo anh Biên có thể chia sẻ một điều ngắn như thế này về vấn đề hiện tại trong về pháp môn niệm Phật. Anh có thể chia sẻ thí dụ mình đi làm từ thiện gì đó, mình niệm Phật nó có bị gián đoạn không? Nó được đạt kết quả không? Giữa cái niệm Phật, cái kết quả rốt ráo của niệm Phật là chúng ta đặt vào vị trí nào niệm Phật cho nó ngon. Thí dụ bây giờ như anh đi cắt nhà là niệm Phật ngon không? Nhất tâm không? Và tôi ở trong cốc tôi còn ngồi niệm Phật được như vậy là có nhất tâm không? Và hai cái đỉnh điểm nó bằng nhau không? Hay là anh vừa làm từ thiện mà anh vừa niệm Phật là nó có thể ngon hơn tôi? Tôi ngồi ở tại nhà tôi niệm Phật, vậy thì cái niệm Phật thì nó giống nhau, nhưng mà giữa cái kết quả nào nhiều, kết quả nào ít, và làm sao cho đạt được kết quả tốt? Đây là những cái vi tế hết sức là trong cái việc tu tập mà ít có người tham khảo và tìm hiểu, và ít có người nói một câu cho vui. Thì đến cái thời điểm này đấy hen, là gần như là ít có người để thấy và tìm hiểu. Tôi quên không? Không phải quên, mà muốn thấu đạt thì vấn đề này rất là khó. Dạ, dạ. Dạ, hôm nay anh phải chia sẻ. Mình nghĩ là nguyên do là giống như mình nói là cái tính năng tu tập của đồng đạo mình đó, nó đang rơi vào hai thái cực. Nếu còn rơi vào hai thái cực rồi hoài đó thì ở điểm này nó sẽ bị sai sót. Sai sót. Cho nên người ta quan niệm rằng đó là nếu như cái người mà chuyên đi làm đó là sẽ quên niệm Phật và nó sẽ không có tốt. Rồi cái ông nói là nếu ở chỗ niệm Phật hoài là sẽ tốt, không cần đi làm cũng có phước. Tất cả là đều là tốt như nhau, nhưng mà cái sai vẫn là chỗ đó làm nữa. Bây giờ mình nói thế này nè. Khi một người niệm Phật đến lúc Phật quá là tự nhiên tâm sanh phải thực hiện thiện hạnh. Trong thời gian cưng thực hiện thiện hạnh đó, là cưng đang làm trong Phật hạnh. Mình nói đã là Phật hạnh rồi. Nó đã là Phật hạnh Phật quá rồi thì còn vấn đề đâu nữa. Người ta chỉ kiểm lúc mà tại sao đang lúc mình làm Phật hạnh Phật quá gặp cảnh coi coi mình có bị sanh tâm hay không. Có bị sanh tâm mình chuyển liền ngay lúc đó. Cái câu mà đến thời điểm này nè, anh lúc đó anh đọc cái đoạn một cái quyển chuyện, người ta có thể nó quyển sách nó lý luận nha. Con đại bàng nó dùng hết khả năng của nó để vỗ cánh bay lên thiệt là cao. Nhưng khi đến lên đỉnh cao rồi nó không còn vỗ cánh nữa. Vì cho nó chỉ có là giang tay cân bằng thôi để quyển chuyện, là nó muốn tới đâu nó chỉ cần lách nhẹ, nó nghiêng nhẹ thôi là nó sẽ đi về hướng đó. Y như chiếc máy bay đó, khi lên cao rồi nó chỉ cần là lắc cánh là nó đi. Độ cánh lắc là nó lên xuống, chứ nó không cần là phải dựng cái tóc là đạp lên nữa. Thì khi một người tu bắt đầu khi bắt đầu là người ta đã lên và đi niệm Phật tới một cái đoạn của thanh tịnh nội tâm á. Của thanh tịnh nội tâm. Thì bắt đầu là cái thiện tâm nó hình thành, khi người ta làm là bắt đầu giống như là cái đại bàng mà gia cánh, người ta chỉ cái kiểm cái tâm người này lúc nào nó cũng có thiện hạnh và Phật hạnh. Người ta chỉ kiểm lúc này là đang lúc nào mình có bị là rơi vào chỗ là bị sanh tâm không, đối cảnh có sanh tâm hay không. Nếu không sanh tâm là làm tới đó, nó coi cho vui thôi. Giống như ông lưu trường sanh vô động điểm vẫn là bình thường. Nó hơi nhiều nha. Tại sao vậy là gì? Là vì lúc này cái tâm của ông không phải là vì mục đích vô đó để hưởng thụ gì dục lạc. Không ai nhất định là cưng mặc một cái bộ đồ đẹp này là cưng đang hưởng thụ dục lạc để phê với đời. Không phải là cưng đeo một đống vàng để phê với đời. Mà là ta kêu mình mà đeo đó, đeo thí mẹ cho có cái tâm nó bình thản không gì chứ. Ta lộn hết ra cũng không gì gọi là, ta đưa cho mình 1 tỷ bạc cũng bình thường giờ. Hiện nay mình không còn đồng nào cũng không có gì gọi là phải lo. Để kiểm cái tất cả vấn đề này để trắc nghiệm cái dòng tâm thức của mình đó, nó như thế nào. Cho nên khi một cái người mà đang đi trên cái con đường mà của tu tập á, giữa vấn đề và niệm Phật và đi làm từ thiện á, mà nếu cái người mà đang đi làm từ thiện bằng cái tâm mà hướng về tất cả vị nhân sanh đó, là đang trên con đường của Bồ Tát hạnh và Phật hạnh. Nó mình thấy nó dụng tâm một cách hết sức là thiết thực, đúng mà đâu có gì gọi là bị dính vào, ngoại trừ là mình bị dị danh á, nó mới mới rơi vào tình huống. Rồi thứ hai, cái ông mà ở tại chỗ ông chuyên tâm niệm Phật, ông dịch niệm Phật vào chỗ nhất tâm mình thanh tịnh á, cũng hợp lệ. Nhưng mà ông niệm Phật mà kiểu mà niệm mà trong gạo có lúa, trong lúa có gạo đó, cần lắm ngang, cần chỗ này lắm. Cho nên đệ cũng thắc mắc về vấn đề Đức Thầy nói là cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Cho nên ngay cái chỗ căn bản đầu tiên mình mới nói là Đức Thầy đã giải cái phương pháp gọi là Bồ Tát hạnh do nên một số những cái quan niệm lúc đầu này nó là thích hướng nhàn đó, bị lệch chỗ đó. Yeah. Chúng ta đang tránh xa những cái căn bản của con đường Phật pháp, là chúng ta nghĩ như vậy là tốt, là tốt. Rồi yeah. Mình đã nói thêm là mình ở trên núi là mình đã tránh xa thập thiện rồi. Nhưng mà ngược cái con đường thập thiện là con đường thực hạnh hiện tại. Tại sao vậy? Nói được là được, nói một là một, hai là hai, nói được là được. Nếu mình nói mình là tu là vì chúng sanh,
mình ngồi thoải mái mà đang hưởng thụ của chúng sanh mà. Cho nên ông vua Di Lăng Đà ông đặt cái câu hỏi mấy vị tỳ kheo mà chứng cái quả là hắn trả lời không được là chỗ đó. Tại vì mình đang lo cho bản thân mình hưởng thụ riêng mà, vậy thì nếu là vì chúng sanh thì mình phải có cái làm gì đó, làm gì đó, làm gì đó, làm gì đó. Còn thôi, ủa tại sao ông làm vậy mà ông bị như vậy? Nó là mô Phật, tại tâm tôi còn chúng sanh thông cảm, tôi sẽ cố gắng nhưng tôi vẫn làm. Vậy thì cái này nè, là lúc này là trong tâm mình á là đang thực hành thiện hạnh Phật hạnh nhưng cái tâm chúng sanh vẫn còn, đó là nó vẫn còn gọi là vẫn còn có cái phàm tánh, để chúng ta xác định được mình còn sót điểm nào để chúng ta tiến hành điểm đó. Cho nên cái người đang đi làm cái việc thiện hạnh bằng tâm thức đó là nó đã có Phật hóa nhờ Phật hạnh rồi. Nó không nói vấn đề là người này đang làm đi làm việc thiện hạnh là không có niệm Phật là sai. Ai nói câu đó thì cái trình độ ông đó chắc cũng thường thừa đó. Mà nếu cái ông mà ông kia ông nói rằng là ừ mình ngồi mình niệm Phật thanh tịnh như vậy là không bằng công đi làm từ thiện, cũng vẫn là đây là điểm yếu. Hai điểm này nó bằng với nhau chỗ là thanh tịnh chân tâm của mình. Một khi cái ông mà thanh tịnh chân tâm đó, ông xuống ông làm cũng giống như mình vậy thôi. Nhưng mà tại vì chưa đến duyên xuống làm, dù ông xuống mà cái duyên về vấn đề vật chất tất cả các cái không có, ông không làm được. Ông chỉ cần ông ở điểm này nè, ở điểm này thì nếu nào quý vị nào có đi vào tới điểm này, quý vị mình sẽ thấy ở đây thì Đại Biên sẽ không nói thêm. Khi quý vị mình tới thanh tịnh cái nội tâm thật sự đó, tự nhiên quý vị mình đồng cảm với tất cả những người làm việc từ thiện. Chẳng những đồng cảm mà gần như mình muốn người ta làm tất cả những việc đó nữa, tại vì mình làm không được. Còn nếu hiện nay quý vị mình rơi vào tình huống này là chứng tỏ là cái tâm của mình gọi là chưa thanh tịnh. Cái hai từ thanh tịnh là trong sạch và vắng lặng. Chứ không, nó không kể nó là vắng lặng không mà nó còn là trong sạch nữa. Mà nếu mình còn vấn đề là bợn nhơ hơn thua là nó đã mất rồi. Khi anh có để ý cái điểm là khi mình đi tới vào chỗ thanh tịnh hen, là tự nhiên là cưng muốn làm tất cả mọi vấn đề. Và những người nào mà làm được chùm cho cưng mừng lắm. Thấy người đó làm là mình mừng đó. Và họ làm được là mình mừng, là tán dương họ, có thể mình tìm cách để mà khen ngợi họ đó. Cho nên anh lướt Facebook thường khi không phải là lên trên chơi mà coi hôm nay đồng đạo mình đăng được bao nhiêu bài giảng này kia nọ, chấm để khen, để ủng hộ tinh thần thêm coi. Tại vì mình làm không được, ta làm mình ủng hộ đồng với mọi người. Tại vì mình đâu phải là ba đầu sáu tay mà làm hết tất cả mọi việc. Người ta làm, mình muốn làm việc đó mà mình không làm được thì người ta làm là mình đồng hành theo. Chứ không phải mình không làm, ta làm cái mình kênh chúng ta. Thì cái người mà đang thực hiện cái việc thiện hạnh đó bằng tâm đó là họ đã đi vào con đường Phật rồi, người này không sai. Mà cái người ở tại chỗ mà đồng thuận theo cả là hai là không sai. Nhưng nếu cái người ở tại chỗ mà cái người đi mà không có cái tâm á, giống như chúng ta thực hiện bằng tâm thì nó không có kết quả. Còn ở đây chúng ta nói thêm chỗ này nè, cái mà hiện nay nó có một tình huống như thế này thì vấn đề nó nói về niệm Phật. Nó có một số hiện nay đó là để mình nói thêm cái từ được gọi là nhất tâm bất loạn hay là vô niệm từ niệm. Tôi ta sẽ nói về điểm này. Có rất nhiều đồng đạo chúng ta phân tách giải thích theo bất nhất tâm bất loạn, vô niệm từ niệm. Nhất tâm bất loạn đối với chúng tôi thì rất là mau, rất là dễ. Nhưng vô niệm từ niệm á thì nó rất là khó, rất là lâu. Cái tính năng thoát nghiệp và dược nghiệp á, thoát nghiệp và dược nghiệp và cải hóa được tính năng của nghiệp mà Đức Thầy nói là niệm Phật bệnh tật tiêu tan á, nó phải dựa vào chỗ là nhất tâm bất loạn là chưa đủ, mà nó phải nói tới vô niệm từ niệm. Tại tính năng này hồi đó anh nhớ là chú Châu có kể rất nhiều lần. Chú kể về những lúc mà chú vô vào chánh định niệm Phật á, chú có thể liền cái vết thương này lại, anh nuôi anh biết mà. Bản thân anh đã đi vào những đêm này anh mới biết. Khi mình vào chỗ mà vô niệm từ niệm á, cái cảm giác nó khác. Nó đẩy con người chúng ta là nó khác hơn cái chỗ là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là chúng ta tập trung lúc chúng ta vào chánh niệm. Còn nặng cái đầu. Nó còn nặng cái đầu nhưng cơ thể nó còn nặng. Cả cơ thể nó còn nặng. Nhưng mà chúng ta vào chỗ nhất tâm bất loạn đó là cơ thể mình nó chỉ là một hư không. Mà ở điểm này thì hy vọng tất cả những vị đồng đạo ở Cốc Ơn Am và những người đang tu tập, chúng ta phải trên con đường niệm Phật chúng ta phải tới điểm này. Và chỗ nhất tâm bất loạn nó còn một cái điểm nữa là anh đang nói chuyện với cưng nói đó, nhưng mà ngưng là từ khởi. Vô niệm thì trên tất cả các tuyến đường chạy là chạy niệm là niệm. Có một thời gian dài anh nằm chỗ điểm này, nhưng có thời gian dài là anh không nằm ở chỗ cô Phật hiệu mà chỗ đã bi. Xuyên suốt một thời gian rất là dài, lúc nào là đại bi thần chú nó cũng là chạy đều trong cái não á. Nói là nói chứ buồn rồi là nó niệm điều do muốn niệm gì nào là niệm á. Nó không bị lờ trong đại bi thần chú.
Nhưng ở đây để mình sẽ nói rõ đêm này nha, cũng là một trải nghiệm trong chương trình tu tập. Nếu chúng ta tiếp cận hồng trần nhiều, gọi là tiếp cận hồng trần á, có tính chất của nhiễm và phạm giới, giảm tối đa là có thể nó là bị mờ. Tại vì bản thân anh nó có một cái ngộ lắm, mà anh nói thiệt, anh là người thích nắm giờ buông trải nghiệm á, muốn biết cái tỷ lệ chất lượng của nó và cái độ này gọi là trì giá khai phạm, mình thử coi cái tỷ lệ đang chi vậy. Đang khi cái người kia người ta nói vậy đó, mình biết chỗ nào mình chia sẻ cho người ta. Anh đang ở chỗ đó, anh bị vậy là anh bị phạm chỗ nào, nói thẳng một câu luôn, anh dính chỗ nào. Tại sao vậy? Ta tôi đã từng trải nghiệm thử. Nó đi bị giảm bắt đầu, phải không? Muốn thoát trở lại là buông. Cho nên cái đồng đạo mình có câu nói là khi mình có thành tựu mình nói đó là sẽ hết. Không phải là do lúc đó mình vì cái danh mình nói đó là mình đã chấp vào cái danh nó bị mắc, đơn giản thôi. Chứ đâu phải là gì đâu. Là do mình muốn ta khen mình tu có thành tựu mình nói cho nên nó bị mắc. Chứ thực chất nó còn cái bình thường, chỉ cần mình buông tất cả các cái. Buông tất cả các cái khởi tâm niệm nó trở lại một cách rất là bình thường. Anh làm như thế rất là nhiều lần. Rất là nhiều lần, thậm chí có những lúc anh đuối tới mức đó gần như là cơ thể tiệt luôn đó, anh thử coi được hay không. Hít hơi thả lỏng, buông bỏ toàn diện trở lại, vẫn trở lại bình thường. Vậy là cái sai không phải chỗ là nói hết, mà do mình bị khoái cái đó đó. Cái tâm sanh khoái là mình chấp vô cái này nè, mình bám dính cái ly này nè. Mình đang bám vô cái ly này nè, mình bỏ luôn cả cái bình nước. cái việc là buông cái bình thì xuống là buông cái ly, lấy cái bình lên là bình thường. Vậy là do chúng ta bị nắm vào cái chỗ là thanh tịnh ăn vui, mình bị nắm cho cái tự tưởng mình bị bám, giống như mình sợ ma mà bám vào con ma, lúc nào cũng nhớ con ma, làm gì có Phật được. Lúc mà cơn nhớ chạy mình lúc nào có ma nhiều không? Anh vẫn bị hoài, anh ngộ cái lý là không quan tâm nữa. Cái lần anh bị đè lần sau cùng đó, ok mày đi, coi như là không có. Không quá một phút đồng hồ là mắc đó. Anh nói thì ra là vậy, mình coi nó không có là coi như nó mắc, vậy là sao là mỗi lần nghe hơi thôi. Cứ nghĩ rồi không quan tâm mày không có chứ là bình thường, là không bao giờ ảnh hưởng luôn. Cái chỗ anh ở cái đó là anh nói là ma ban ngày nói chuyện ban ngày với anh á, người ta điện thoại lên mà nó nói chuyện trả lời thay mà, nhưng mà nó không sao, không có, là nó toàn diện. Tại vì khi trong tâm mình sanh có nó tiếp cận, mời cái này gọi là mời mới tới, nghĩ nó không có nó sẽ tới. Thì tất cả các cảnh đều là vậy, dù là cảnh nội hay cảnh ngoại, cảnh gọi là vô chấp á, không dính vào chỗ thiện và ác, được gọi là đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác, thường thường tỉnh giác. Vậy thì chúng ta sai chỗ là chúng ta là thích nghĩ thiện, bám vào chỗ này mất cái độ tỉnh giác. Nhưng mà khi cưng đi vào chỗ nhất tâm bắt lọt rồi đó, là cưng buông tất cả các cái là nó mới vào chỗ nhất tâm bắt lọt, là nó mới tỉnh giác được, là tự cái tâm của mình nó sanh khởi tất cả mọi cái niệm tỉnh giác, và cái tiếng niệm mình nó lưu thông trôi chảy thường tục, nó tự niệm, là nó niệm trong tỉnh giác, mà niệm mình không cần nó cũng có. Đó là tính chất tự nhiên của mình, đó là cái quan trọng nhất của con người tu Phật. Tu thiền hay tu tịnh nó vẫn là điểm quan trọng mà mấu chốt này đó, là rất ít người ta tìm hiểu, ta bị nắm vô bầu vực là ta vừa tới không, cái ta nắm rồi, ta vừa lọt vô chỗ là hơi có được cái tỉnh giác, cái ta nắm cái đó, cái gọi là dục trừ phiền não trùng căn bệnh á, nó nắm giờ từ chỗ nắm giờ của nó mắc. Thì chúng ta sẽ không nắm, chúng ta đừng đặt nặng vào nó là chúng ta sẽ có nó vĩnh viễn. Rồi này chúng ta gọi nắm nó là chúng ta sẽ mắc cả hai. Cái có một số những vị cái chỗ này anh dân kinh nghiệm, chỗ này mình nói có lẽ không biết là có đúng hay sai, nhưng mà anh vẫn không đồng tình là mấy có một số vị là khi mình cái chỗ là thường thường tỉnh giác, không phải là mình nắm vào cái điểm trụ, không phải nắm vào cái chỗ tỉnh. Nếu mình nắm vào chỗ tỉnh là giống như mình bám vào cái không rồi, phải buông luôn cái bám đó mới gọi là thường thường tỉnh giác được, gọi là đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác mà. Đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác thì nó mới bám vào chỗ này. Anh nói cái đợt đi Ấn Độ được rồi anh bị sai sót một niệm á, chứ không thể chấp một niệm là anh đi xa lắm rồi, anh thấy anh đi xa nên anh buông đi xa tới mức độ là gần như là tự nhiên ông càng tay ông thổi lên cái nó bị dính một niệm, cái là nó thối ngược trở lại, nó thối trở lại giống như là nó y như mình rơi từng mười, mà thấy rõ y như mình rơi từng là 30 tầng trời mà rơi ngược lại chứ đó, nó rơi từ trong tận thức, nó rơi tới vị trí mình ngồi trở lại. Anh trình bày hết đi rồi có thể chia sẻ về vấn đề mà nguyên cái tiếng đi Ấn Độ, tại có nghe khó bữa nay có thể chia sẻ một cho chút. Nên đó là những cái mà chúng ta có thể nói là đoạn đường tu, mong rằng là có chúng ta có thể ở đây biên chia sẻ thế này nè, không cần chúng ta dụng công nhiều đâu, không cần chúng ta phải làm tất cả các cái đâu, chúng ta chỉ cần buông ở mọi lĩnh vực là được rồi, buông trên mọi hình thức, bất cứ giờ nào chúng ta cũng sống trên cái niệm buông.
thì ở tất cả quý đồng đạo sẽ có được một cái nguồn cảm sống thực tế trong Phật pháp. Đóng kết câu chuyện này. Chúng ta phải buông cho mọi tình huống, chúng ta sẽ có được những cái nguồn cảm sống thực tế trên Phật pháp. Dạ, xin xin dừng lại tới đây. Thì quá thật và tuyệt vời đối với anh Biên đã chia sẻ. Tại thường thường mình thấy là nhiều người ta niệm đạt được một cái cảnh giới là không niệm mà niệm. Bản thân nói chung ra là mình cũng vậy. Có những lúc gì đó không niệm mà nó tự niệm nhưng mà thời gian nó mất. Là nhiều khi mình không hiểu được nguyên nhân. Nhờ vừa qua anh Biên có chia sẻ, tại vì mình bị tiếp cảnh, bị lu mờ, bị bụi nó bám. Đúng rồi. Rồi mong cô bác chúng ta đừng để bụi hồng trần để bám. Do vào... cái bụi nó bám á, nó bám mình lắm từ từ mình bị ảnh hưởng. Dạ. Chứ không phải là mình nói là nào mất, cái này không phải là thiên nhiên hay hoặc là ơn trên ban tặng. Cái này là tự lực của mình thôi, phải không? Dạ. Giống như cái kiến mình lao không lao nó tối, lao nó sáng. Tại mình quên lao nó bị đóng tối, tối với nó mờ luôn. Giờ hãy tỉnh, hãy thoải mái tập trung lao lên nó sáng liền rồi, đơn giản như thôi. Dạ. Thực tế. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh Biên. Dạ, Nam Mô Đức Phật.